Mọi người hãy ấn nút like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn. Xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Các bạn ơi, trong cái video ngày hôm nay thì mình lại đang có mặt ở nhà anh Dương các bạn ạ. Anh Dương thì anh ấy chuyên may kiểu áo, diều, rồi quần Âu, sơ mi vest, rồi áo bà ba, tất cả các thuộc loại không anh em? Slip và khe các kiểu, đại loại là anh em có nhu cầu may cái gì là anh ấy may được cái đấy. Cái gì nó liên quan đến may là anh ấy đều may được. Đại loại anh như là kiểu anh nhận cả làm cô đám cưới này, các kiểu xe hoa, các thứ. Quay lại cái vấn đề chính ngày hôm nay các bạn này. Trong cái vấn đề chính, trong cái chủ đề chính ngày hôm nay, anh em sẽ được xem một con diều full carbon các bạn. Full carbon, hàng của anh Tuấn Nguyễn, có tem luôn các bạn ạ. Đây, em cho mọi người xem tem của anh Tuấn Nguyễn này. Có tem luôn nhé. Shop diều sáo Tuấn Nguyễn này, Facebook Tuấn Nguyễn luôn, số điện thoại đây. Cái gì đây, chất lượng trao tay thay lời cảm ơn rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ lắp con diều này lên nhé các bạn nhé. Carbon giống mà full lỗ. Full lỗ à? Full carbon giống của anh Tuấn Nguyễn. Con này thì mình được biết như cái hình này là hình một con trâu các bạn ạ. Đây là một con trâu bẹn. Đầu trâu, trâu bẹn. Con này là diều bẹn các bạn ạ. Không phải diều đuôi cá, không phải diều đuôi rái, nó là diều bẹn. Có nghĩa là nó là cái bẹn của con trâu ấy. Nào bây giờ mình sẽ lắp nha. Khít phết này. Xem đầu cánh đã. Anh em có nhu cầu đặt áo diều hoặc đặt nguyên một con diều thì anh Dương anh cũng có thể lên hình nhé các bạn nhé. Anh em thích ví dụ như là các bạn học sinh ấy mà có nhu cầu mặc đồng phục ấy, anh ấy cũng làm đồng phục ở đâu mà có hết. Áo tân thời, quần áo tân thời, áo bà ba các kiểu, quần áo tân thời, áo bà ba đấy, anh nào may hết. Chất liệu vải thì zip tốt, chất liệu vải thì zip tốt với lại cazo nhé, không có vải thường nhá, chống nước luôn, bao đi nắng mưa. Ra nắng phát là căng đét. Đúng rồi, ra nắng phát căng đét, bó kít luôn. Rất là mấy bạn nữ mặc áo bà ba. Ra nắng phát căng đét. Có nghe mũi ngay. Có nghe ngay. Khế khiếc nổi hết. đẹp phết các bạn ạ. Đúng cái loại carbon người ta bảo đắt sắt ra miếng. Con này rơi vào tầm bao tiền nhỉ anh nhỉ? 2 mét mấy đây? 2m8 các bạn ạ. Full carbon 2m8, trâu bẹn, bẹn trâu. Anh đến bảo hơn 3 triệu. Hơn 3 triệu ấy các bạn ạ. Qua lời luôn, qua là khủng khiếp luôn, hàng này chắc hàng VIP rồi. Đúng rồi, VIP dành riêng cho anh này. Hàng này của một anh trai ở trên Thanh Lương phải không anh? Cầu Đen. Ở trên Cầu Đen. Cầu Đen ở đâu anh nhỉ? Cầu Đen là Thanh Lương. Hỏi con này ở đâu, ở trên Thanh Lương phải không? Không, ở Cầu Đen, ở Cầu Đen ở đâu? Cầu Đen ở trên Thanh Lương chứ. Cầu Đen ở ngoài Thanh Lương. Con này nói chung là sờ vào con diều nó đắt tiền, nó khác hẳn các bạn ạ. Đấy, khóa đút vào phát kéo nhẹ phát lên này. Nó quá là nhẹ nhàng. Mỗi tội mình lắp hơi ngu. Bẹn. Nói chung là tuyệt đối mặt trời ấy. Đây có khả năng là một cái video đầu tiên. Đây có khả năng là một cái video đầu tiên ở trên kênh YouTube của mình mà làm về diều hình con trâu như thế này. Cái hình con trâu này thì mình cũng đã từng được xem rất là nhiều rồi ở trên hội ấy. Anh em ở trên hội cũng có chơi mà. Mình thấy đẹp lắm. Nhưng ngày hôm nay thì mình mới được tận tay cầm một con diều này. Đấy, nhìn nó khá là đẹp các bạn. Hình này thì trông nó khỏe diều. Trông nó khỏe thì nó ấy, tí nữa mình sẽ dựng ngược lại cho các bạn xem. Bây giờ mình phải nghiên cứu mình buộc cái này đã. Khó nhỉ.
Bố có thể căng đét khép mù đây. Cuộc xong nhanh chí giỏi căng qua rồi. Nó chết luôn. Để cho lần sau đỡ phải buộc ra. Tháo ra lắp vào nhiều nó mệt mỏi. Căng đét. Chúng mà lắp con này nó dễ lắm các bạn ạ. Một mình cũng có thể lắp được. Nó không nhất thiết phải hai người, hai mình. Căng đét từ các kiểu đây. Kéo nó rất là nhẹ. Sờ cái khóa nó đã sướng rồi các bạn ạ. Người ta bảo tiền nào của đó mà. Ô phê. Con này là một con tiểu vip. Anh ơi, có thả kéo cong ra không? Thả ra. Thả ra cho nó căng phải không? Mấy. Mấy, thả ra phát cần nét. Hôm nay trời nó hơi ẩm một tí. Và đây là một con diều trâu bẹn các bạn ạ. Đây là một con diều trâu bẹn của anh em. Của một đại gia ở trên Thanh Lương. Áo để mình xem áo ai may nào. Áo có tên không anh nhỉ? Có cái gì MH đây này. À, Minh Hoàng. Ăn đèo giữa nha các bạn nha. Hôm nay ăn đèo giữa không phải đèo lệch đâu. Thôi các bọn mà ăn đèo lệch nữa thì tôi vứt. Thôi đáp mẹ đi. À, đây là đầu con trâu. Đây là sừng con trâu. Nhưng mà chưa thấy sừng con nào mà nó cong như thế này. Đây là chắc chỉ có trâu Thanh Lương thôi. Hai cái đỏ đỏ này là cái gì? Chỉ khói ra đây. Đấy là chảy máu cam. Chảy máu cam, trâu chảy máu cam. Đầu trâu. Đầu trâu mặt ngựa. Đầu trâu. À, hai cái đỏ đỏ này mình nghĩ đây là xì khói các bạn. Khói là nó tua này. Còn con này nó đang trâu tót đấy. Trâu là còn có cả trâu tót nữa. Bò tót là trâu tót. Trâu tót trâu trọi. Như con này mình thấy là con này đang bị đau mắt này. Mắt đỏ này. Đau mắt. Đau mắt lại chảy máu cam nữa. Nói chung về cái đánh giá về cái con này thì mình cảm thấy là nó quá là đẹp, không chê được. Tại vì những cái con diều như thế này thì thường thường thì Không, mình không đủ lực và không đủ kinh tế để sở hữu con diều như thế này. Có con 6 mét ở nhà mình thì nó đắt hơn con này thì không nói, tại vì nó to đấy. Mình để làm cái ấn tượng thôi, làm cái điểm nhấn cho tất cả các bạn thôi. Nhưng con này là ấy phải không anh? Nếu mà về hàng của anh Tuấn Nguyễn thì bảo hỏi về bảo hành chắc nó còn thừa nhỉ? Bảo hành chọn đời nhá. Lúc bốc mộ luôn. Bảo hành đến lúc bốc mộ luôn các bạn. Quá biết, quá khủng khiếp, trâu bẹn. Theo đây đẹp không? Có đẹp không? Con trâu này, mình con trâu phải đẹp mà. Mỗi tội là anh không phải thử trâu, nhưng anh thử trâu anh cũng làm con trâu. Anh thử dòng nào về làm con dòng... Dòng hóa lươn. Làm con dòng xanh. Làm con dòng lộn đấy. Làm con dòng lộn một quanh diều. Làm cái con dòng nó lộn một quanh diều anh. Đẹp đấy. Trâu nó bíp. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ xin phép anh Dương bạn một cái giảm sáo lắp vào đây và đi test cho các bạn nhé. Nói chung là trời nó không có gió nhưng mà mình sẽ cố gắng chạy xem nó có lên hay không. Không. Nó lên, nó có rồi không? Thả diều không có lên không? Diều không có lên đáp mẹ. Diều không có lên đáp luôn á? Đáp luôn. Chạy luôn. Chạy luôn. Chạy luôn. Xin giới thiệu với các bạn, đây là một cái loại dây... Dây gì anh nhỉ? Made in China. Các bạn ơi, đây là một loại dây màu vàng. Dây màu vàng chắc chắn rồi. Một cái loại dây này anh Dương anh rất hay dùng để làm cái gì đó mình quên mất rồi. Làm cái gì anh nhỉ? Đấy, nó làm dây giữa. Anh ấy làm dây giữa cho áo diều các bạn. Được biết là cái quặng dây này anh mua khá là nhiều tiền các bạn. Bao nhiêu tiền anh nhỉ? Gần 1.000 USD một cái quặng dây này các bạn ạ. Nó là admin rất là chịu chơi.
ngay sau đây thôi thì mình sẽ xin phép được mời admin đi đưa mình đi test diều nhé các bạn nhé. Anh mình đi test diều với anh nhỉ? Anh biết. Anh không nghe gì đâu các bạn ạ. Đi karaoke. Điếc rồi phải đi karaoke. Ok các bạn ơi, đi test cùng mình nhé. Thì mình sẽ xin phép nói chuyện kiểu MC với tất cả các bạn. Các bạn ơi, hiện tại bây giờ thì anh em mình đang bắt đầu đi ra ngoài đồng để test con diều này các bạn ạ. Nói chung là về cái con diều này thì mình cảm thấy nó ấn tượng ở cái hình con trâu thôi. Nó ấn tượng ở cái hình con trâu mà Phương Cầy nó đang cầm thôi. Chứ còn carbon các thứ thì cái gì mình cũng được cầm rồi các bạn ạ. Từ cái loại đẳng nhất đến xịn nhất mình cũng được cầm và sở hữu hết rồi. Có đúng cái hình con trâu này mà mình chưa sở hữu bao giờ thôi. Đẹp. Tiền nào của đấy mày hỏi cái câu đấy nó bằng thừa Phương Cầy ạ. Mày có cái ảnh đẹp rồi đấy. Anh Dương ơi, đây là cái loại dây gì ấy nhỉ? Loại dây gì? Nó gọi là dây gì, kiểu như là dây Malai rồi à? Dây này là made in China. Đâu? Dây China. Dây China. Dây vàng China. Đúng rồi. Nó có dai không anh? Dai. Dai lắm à? Độ bền và độ dai như dốc két 1 giờ ấy. À, cái loại này thả được diều tầm mấy mét anh thì đứt cái này thì nó cứ thả diều từ tầm trên 1 mét. loại này thì nó chỉ thả được loại diều hơn 1 mét thôi các bạn ạ. Anh Dương chạy à? Ừ, anh đứng đây luôn không làm gì, chạy chạy đi đâu, cứ đâm là lên luôn, cứ vào kia đâm phát là vào kia gọi là lên là được. Ok. Con này có ý định bán không anh? Không phải của anh. Không phải của anh à? Anh em lấy thì cho luôn. Lấy cho luôn à? Tại vì không phải của anh mà. Luôn. Được rồi, đi. Ok kìa. Wow, con đàn bò nó kêu. Châu. Nhé. Đàn bò kìa. Nèo Amiang nhé các bạn nhá. Nèo Amiang. Anh em có nhu cầu đặt diều, đặt áo các thứ thì xin nhấn mạnh lại một lần nữa là có thể đặt anh Nguyễn Đình Dương hoặc là anh Nguyễn Tuấn nha. Okay, tất cả anh Nguyễn Ba chứ trong không. đặt anh Nguyễn Ba thì không làm gì được. Nguyễn Ba chỉ đặt 3 con sói thôi. Đúng rồi. Anh em có nhu cầu ăn bịch cơm sườn thì anh em có nhu cầu ăn bịch cơm sườn thì hú mình sẵn sàng. Lại đu lếch rồi các kiểu khó hết. Ôi. Giật hết cả mình. Ôi, con bò sợ con trâu. Ui là hốt. Làm cái gì đâu mà nó chạy ghê ấy nhỉ. Chắc nó sợ con trâu này đấy. Con bò sợ con trâu của anh. Con trâu đang ấy mà, con trâu đang thở ra lửa đấy kia mà. Sao mà chả xoắn à. Con này lẽ anh bảo con này mua bao tiền nhỉ? Hơn 3 triệu. Căng vãi. Đoạn này thôi á? Hơn 3 củ. Để tí nữa mình xem con diều này nó lên như thế nào nào. Chắc là nó đắt ở cái ấy. Lên bờ cao ấy. Lên bờ cao gặp chị Hằng. Ách gọi ăn được chị Hằng. Thì phụi. Con này thì mình được nghe nói là nó được làm từ carbon. Carbon VIP. Carbon nó có mấy loại cơ các bạn ạ? Đây chắc là loại đắt nhất rồi. Mình nghĩ là như vậy, cá nhân mình thôi. Nào. Ôi ôi, người ta tính tiền triệu 1 mét thôi mà tính 200-300 nghìn. Căng à? Từ từ là ok đấy. Anh em chuẩn bị xem nhá. Đu 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 đu
Ồ, ngon phết đây. Chào đâu. Ngon phết đây anh Dương ơi, có chào đâu. Có chào đâu. Thế này mà anh bảo là nó không ngoan, nó nghịch. Con này quá ngoan rồi. Ui, con này lên trời đẹp nhá. Màu nó nổi không? Con này màu nó nổi lên trên trời đẹp. Vãi đạn. Vãi rồi. Kéo được về tận tay không anh? Kéo tận răng luôn à? Ok anh đợi em, cho anh cho anh em xem mà anh kéo về tận răng nè. Con này tuyệt vời ở mặt trời đấy. À cơ bản nó có tí gió cơ. Nó có tí nọ tí kia cơ. Ờ chiều nay có gió bắc kìa. Cố gắng xem kéo được về tận tay không. Rất tiếc. Ôi giời ơi. Tận tay đây á. Đâm lại cho anh kéo. Đâm lại đoạn thôi. Đâm lại một đoạn này thôi cho anh kéo tận tay. Nào để xem anh Dương anh kéo được về tận tay không. Đoạn này thôi. Nào. Rồi kéo tận tay đi. Để xem admin có bốc phét không nhá. Phép làm chó nha. Rồi. Vắt bằng răng à? Nói chung là carbon thì nó cũng dễ mà. Carbon nó cũng dễ kéo về tận tay mà. Con nào cũng thế, mình thấy đa số là như vậy. Con carbon nào nó cũng rất là dễ kéo về tận tay. Tại vì nó hiền. Chẳng qua admin lúc đầu bốc phét tí thôi cho các bạn xem gọi là. Chẳng qua là chỉ trở vờ là như thế thôi anh em ạ. À, chứ thực ra là mình. Chứ thực ra mà không kéo được về thật thì cũng nhục lắm. Hôm trước anh em mình bảo với nhau cái gì nhỉ? Để em xem à. Anh nhận những cái gì nhỉ? Hả? Đâu để em xem à. Hôm vừa rồi. Hôm vừa rồi anh em mình nhận cái gì? Đám cưới, cưỡi ngựa, đám ma. Khung tre bao bão bảo hành trọn đời phải không? anh Dương ấy nhận những cái kiểu như này các bạn ạ. Khung tre bao bão. Cái gì đây? Khung tre bao bão bảo hành trọn đời. Solid lọt khe áo ngực không dây rồi cái gì đây? Làm cỗ đám cưới, xe hoa xe tang, thời trang nam nữ gì nữa đây? Nhận may áo vest sơ mi quần tây Âu quần bò Âu phục áo bà ba, vâng, đại loại là nó rất là nhiều các bạn ạ. Cái việc gì mà nó ra tiền anh Dương thì làm hết. Nhận làm cỗ mẹ đi show hội chợ rồi các kiểu. Dày. Ok các bạn ơi, chủ yếu trong cái video này thì hai anh em mình muốn cho các bạn xem một con bẹn trâu. Con bẹn trâu, một bẹn của con trâu. Ừ đấy. Con trâu. Một con trâu bẹn. Đại loại là diều bẹn nhưng mà hình đầu trâu ấy. Tại vì trên kênh của mình thì chưa có một con diều nào mà nó có cái hình như này cả các bạn ạ. Đấy. Mà có cái con diều này thì còn bán hay không thì mình cũng không biết được. Tại vì anh chủ diều thấy bảo là anh ấy để anh ấy chơi. Chủ yếu là mình muốn show cho các bạn xem cái hình này thôi. Nếu các bạn cảm thấy video này của mình hay thì nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ kênh nhá. Anh Dương có may được cái áo hình này không? Anh có nhưng anh không mạnh nhận. Sao? Không thích anh. Anh không thích chơi bẹn nên anh không may. À đâu ý là diều đuôi cá nhưng mà hình này có được không? Có. Anh không bao giờ may trừ khi được giá. Ừ. Là ấy không hỏi thật anh có may cái hình này không? Có may thế này. Đơn giản mà. Vâng đấy. Tất cả các mọi loại hình các bạn ạ. Hình gì anh làm được. In nhiệt 3D anh em làm được hết nha các bạn nha. Ok anh em, bye bye tất cả anh em nha. Chào mọi người đi anh. Chào tất cả mọi người nha. Anh phải nói như này. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Đấy kiểu nó như thế. Bye. Chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube của Nguyễn Đình Dương nha. Đấy. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube. Đấy.